Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trên Cà Phê On Sport được phát sóng trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc 11:30 trên fanpage On Sport và ứng dụng xem truyền hình VTV Carbon. Một kỳ SEA Games tới lại mang theo những khát vọng của nhiều thế hệ người yêu bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã có nhiều lứa cầu thủ được xem là vàng. Tuy nhiên là rốt cục sau 26 năm thì thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam tại các kỳ SEA Games chỉ là tấm huy chương bạc mà thôi. Và chính vì thế mà khi SEA Games 29 tới đây thì một lần nữa cái kỳ vọng về giấc mơ vàng lại được thắp lên. Và có mặt trong buổi cà phê ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu một người bạn, một người cầu thủ rất nổi tiếng, đó là cựu tiền thủ Phạm Thành Lương. Và Lương Dị đá bóng hay như thế nào, nổi tiếng ra sao thì tôi có lẽ là không dài dòng nữa vì ai cũng biết rồi. Mà người cạnh Lương Dị là một cô gái cũng rất xinh đẹp, đó là biên tập viên Diệu Linh, tình sinh của chúng ta. À, Lương này, đầu tiên phải nói lời cảm ơn đến Lương đã tham gia chương trình ngày hôm nay, thu xếp thời gian. Vì tôi biết là Lương dạo này cũng rất là bận tập luyện cùng với Hà Nội FC để chuẩn bị cho V-League 2017. Với những ngày qua, Lương có theo dõi hay đọc thông tin hay là xem các trận đấu của SEA Games và đội tuyển U22 Việt Nam hay không? Có, bản thân mình thì đều tất cả các trận đấu của U23 thì đều cố gắng xem trực tiếp. Nếu mà không có cơ hội xem trực tiếp thì mình sẽ xem lại. Vậy thì nếu mà nhận xét về đội tuyển U22 Việt Nam qua ba từ nha, thì Lương sẽ nói ba từ gì? Ba từ ngắn gọn thôi, không phải dài dòng. Rất rất tốt. Linh muốn hỏi gì Lương? Em thì em thấy nếu em nhớ không nhầm thì anh Lương đã từng hai lần tham dự SEA Games đúng không ạ? Đúng. Vậy thì em nghĩ chắc là ở đây anh là người hiểu nhất cảm giác cũng như là sự áp lực của các cầu thủ hiện tại. Rõ ràng thì bước vào tất cả các cầu thủ, nhất là đây là giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ, thì bước vào một cái kỳ SEA Games thì các cầu thủ chịu một cái sức ép rất lớn, phải nói là rất là lớn. Nên cái nếu mà không có sự chuẩn bị tốt thì rất có thể là các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu không đúng phong độ. Theo anh thì sức ép đến từ đâu? Từ ban huấn luyện, từ người hâm mộ hay từ chính những cầu thủ? Theo cá nhân mình thì cách đây những thời như cái kỳ, những kỳ mà mình tham dự SEA Games thì cái sức ép nó không lớn bằng bây giờ. Hiện nay thì mạng xã hội cũng như là tất cả các thông tin mà mọi nhất cử nhất động của đội tuyển thì đều được quan tâm, và đấy là cái con dao hai lưới, và đấy là một trong những cái áp lực cũng rất là lớn. Nhưng mà bóng đá thì SEA Games, một giải đấu cúp, thì đôi khi hay thôi là chưa đủ, khi còn phải may nữa nhỉ? Chắc chắn rồi, và bất cứ một giải đấu nào phải đều cần đến sự may mắn thì mới thành công. Vừa rồi thì Ngô Hoàng Thịnh có tham gia phải, và Ngô Hoàng Thịnh đã có một cái câu hỏi rất là vui. Anh Lương ơi, con trai anh cao hơn anh chưa? Rất là nhiều fan hâm mộ của anh Lương đã vào đây. Sao anh nói chuyện dị vậy? Đấy là vẫn là câu hỏi thứ hai của Ngô Hoàng Thịnh. Tôi không thể trả lời. Dị thì còn kéo dài, chữ dị là dị. Thịnh hay đùa em lắm. Và như thường lệ thì mỗi chương trình Cà Phê On Sport thì chúng tôi cũng có một câu hỏi tương tác để có thể trao những phần quà thú vị đến các bạn. Và tất nhiên rồi, câu hỏi ngày hôm nay sẽ cũng liên quan đến khách mời Phạm Thành Lương. Và tôi tin chắc là câu hỏi này rất là dễ và mọi người sẽ nhanh tay nhé. Tôi xin phép là đọc luôn câu hỏi ngày hôm nay này. Lần đầu tiên Thành Lương giành danh hiệu quả bóng vàng là năm bao nhiêu? Những câu trả lời chính xác sớm nhất gửi về chương trình trước 11:50 sẽ nhận được phần thưởng, đó là chiếc... một quả bóng thi đấu với chữ ký của Phạm Thành Lương. Lương ơi, anh Lương, anh có thể ký hộ luôn mà chương trình quả bóng tại đây luôn này, mọi người đây. Đây là chữ ký của Phạm Thành Lương lên quả bóng thi đấu mọi của đội tuyển. Mọi người có thể biết ngay là chữ ký thật, không phải là chữ ký fake. Vâng, các bạn thân mến, tất cả những câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất trước 11:50 thì ai nhanh nhất chính xác nhất sẽ nhận được phần quà của anh Thành Lương. Và đây, không biết là có được gặp trực tiếp anh Thành Lương để nhận quà hay không thì còn phải nhờ đến sự quan hệ của các bạn đúng không? Tôi nghĩ là ở đây có rất nhiều người là fan của câu lạc bộ Hà Nội và Thành Lương, và mọi người cũng đã hiểu là Thành Lương là con người như thế nào. Và trước khi tiếp tục buổi cà phê ngày hôm nay, tôi xin phép là chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cái chặng đường của Thành Lương tại SEA Games và những ký ức của anh tại kia đại hội này. Đối với mình thì SEA Games thì nó rất là có ý nghĩa với các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ khi mà bắt đầu vào nghề thì lại được tham dự một trong cái đại hội thể dục thể thao của Đông Nam Á, như thế thì nó rất là vinh dự. Cái bản thân mình thì cái lần đầu tiên tham dự SEA Games thì nó rất là háo hức và vui khi mà đội U23 năm đấy thì lại được ở trong làng vận động viên, nên nó mang một cái không khí nó rất khác.
thực ra thì cái kỷ niệm đầu tiên đối với mình tham dự SEA Games năm đấy thì đấy là một cái kỷ niệm buồn khi mà đội tuyển U23 thất bại trong trận chung kết gặp Malaysia. Thực sự thì đến bản thân mình thì đến bây giờ thì mình cũng chưa dám xem lại cái trận đấu đấy vì nó rất là buồn, nên đó là một cái điều mà mình thực sự là muốn quên. Ở kỳ SEA Games đấy thì khi mà mình nhớ nhất là cái trận bán kết gặp Singapore, khi mà đội U23 được thi đấu trên một cái sân vận động không phải là sân vận động chính của SEA Games. Nó có khoảng 7-8 nghìn khán giả nhưng mà tất cả là đều của cổ động viên Việt Nam. Rừng người mặc áo đỏ. Đấy là một trong cái kỷ niệm của mình. Đấy là một trong những điều nối tiếc của mình trong sự nghiệp, cũng như là tất cả khi mà Việt Nam mình cũng chưa có một cái huy chương vàng chính thức của môn bóng đá ở tất cả các kỳ đại hội, thì hy vọng các em sau này sẽ làm được điều đấy. Theo mình thì trận đấu mở màn bao giờ cũng khó khăn, nhưng mà rõ ràng thì chúng ta cũng biết là đội tuyển Đông Timor U22 thi đấu càng ngày càng tiến bộ, nhưng mà với thực lực và trình độ của U22 Việt Nam thì tôi nghĩ là U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Mình dự đoán là tỷ số Việt Nam thắng 2-0. Đây là clip mà chúng tôi đã thực hiện một vài ngày trước với Thành Lương trước khi mà đội tuyển U22 Việt Nam bước vào kỳ SEA Games trận đấu đầu tiên. Và Lương này thì rõ ràng là một cầu thủ Việt Nam thì SEA Games nào nó cũng chăn trở nhỉ? Rất là chăn trở vì tình yêu và sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho các đội tuyển bóng đá nam là rất lớn. Tôi nghĩ là nếu mà có người đã nói là nếu mà SEA Games mà không giành huy chương vàng thì có lẽ là một SEA Games thất bại. Và chúng ta thất bại 26 năm rồi. Cá nhân mình cũng nghĩ là như vậy. Năm nay thì anh có nghĩ là chúng ta sẽ có vàng không? Trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì, nhưng mà về tình cảm cá nhân thì mình rất là tin tưởng, dùng cái từ tin tưởng và hy vọng là các em năm nay sẽ giành được huy chương vàng. Lần đầu tiên mà anh ra sân một trận đấu của SEA Games cũng khá là lâu rồi, từ năm 2009 đúng không ạ? Vậy anh còn nhớ cái cảm giác của mình lúc đó không? Lúc đó mình cảm thấy như nào? Tự tin hay là run hay là thế nào ạ? Đối với các cầu thủ chuyên nghiệp thì lúc đấy anh cũng rất trẻ phải không? Bất cứ giải đấu hay là một trận đấu nào thì đều có sự chuẩn bị. Nên đối với SEA Games thì nó cũng có một cái sự háo hức riêng khi mà lần đầu tiên bản thân mình được tham dự một cái kỳ đại hội của Đông Nam Á. Cái cảm xúc của ngày hôm đó đến ngày hôm nay mình còn nhớ là không? Trận đầu tiên là mình nhớ là trận đá với U23 Thái Lan, là trận mở màn vòng bảng năm 2009. Cũng là một trận đấu rất là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ với mình. Nhưng mà có một điều là có lẽ là Lương ghi bàn và lưới đối phương thì cảm giác nó khác không, nhưng mà tôi nghĩ là Lương ghi bàn nó thành bình thường rồi, không cảm thấy nó ghi bàn một lưới đội nào nó cũng thế thôi. Mỗi bàn thắng thì bất cứ giải đấu nào chuyên nghiệp hay là mình đi đá phủi thì đều nó mang cho mình cái cảm giác rất là thích thú, rất là có cảm giác rất là khó tả. Vậy có cái kỷ niệm nào về SEA Games mà anh ấn tượng nhất không? Em cũng rất là muốn anh chia sẻ cái kỷ niệm mà anh chưa kể ở đâu cả, bởi vì chương trình ngày hôm nay rất là vui, rất là thoải mái. Mọi người rất là muốn nghe một cái câu chuyện nào đấy mới một chút chẳng hạn thế, Lương dị mà. Lần đầu tiên mình nhớ là tham dự SEA Games thì năm 2009 đấy, thì tất cả các bây giờ thì về sau thì hoặc là do nước chủ nhà hay là do sự sắp xếp của VFF thì bây giờ thì các cầu thủ được ăn ở khách sạn. Ngày xưa ngày thời mình tham dự SEA Games thì tất cả đoàn thể thao của Việt Nam thì tham dự thì đều ở trong cái gọi là mình gọi là cái làng vận động viên. Thì đội tuyển bóng đá U23 ở bên này và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia thì ở một bên cạnh, nên thì lại mình được sắp xếp 4 người ở một cái phòng. Cái phòng nó rất là bé, chỉ đủ kê giường thôi và không có tivi, không có tủ lạnh, chỉ có một cái quạt trần, nên cảm thấy rất là thú vị. Như kiểu đi sinh viên nhỉ? Đôi khi là những khó khăn lại làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn và tình cảm anh em đi lên hơn đúng không? Có bạn Dương Mân Linh, bạn muốn hỏi là anh Lương có tiếc không khi không giành được huy chương vàng năm 2009? Rất là tiếc rồi. Đấy, bất cứ nhất là khi mà bóng đá Việt Nam trải qua bao nhiêu năm chưa có cái huy chương vàng thì bản thân được
đến không được giành được huy chương vàng đấy thì rất là tiếc khi mà cơ hội rất lớn. Bạn Trường Nguyễn có vẻ là một fan của anh Lương và bảo là lần cuối cùng và duy nhất em được nhìn tận mắt anh thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam đó là trong trận giao hữu với đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội tuyển Việt Nam thắng 5-2 với bàn ấn định tỷ số do anh ghi. Lúc đó trông thấy anh rất sung sướng với fan mừng của mình. Đó là kỷ niệm đẹp nhất với em. Anh có còn nhớ kỷ niệm đó không? Có, trận đấu ấy ở trên sân Thống Nhất. Còn rất nhiều câu hỏi mà tôi xin phép là đọc nhanh để cho Lương có thể theo dõi này. Anh đánh giá thế nào về Thái Lan những năm trước so với Thái Lan bây giờ? Mình phải xét tổng thể một cái là bóng đá Thái Lan so với trình độ các đối thủ trong khu vực họ nhỉnh hơn chúng ta rất nhiều. Mình phải nói là như vậy. Bây giờ Thái Lan họ có một cái giải vô địch quốc gia tốt và các cầu thủ được đào tạo rất là chuyên nghiệp. Như vậy nên họ việc họ liên tiếp giành các huy chương vàng ở kỳ SEA Games đấy là một trong những minh chứng rõ nét nhất. Cái thời Lương đá như vậy, đá hay như vậy nhưng mà gặp Thái Lan cũng thấy mệt nhỉ? Thực ra để so sánh mỗi thời của các lứa, mình gọi là các lứa thì nó rất là khó. Vì ví dụ mỗi lứa nó có một cái hay và một cái dở riêng. Nên về mình phải xét về mặt bằng chung thì bóng đá Thái Lan họ nhỉnh hơn mình. Với cá nhân anh khi mà tham dự các kỳ SEA Games thì đối thủ mà anh ngại nhất là đội bóng nào? Có phải Thái Lan không ạ? Tôi nghĩ là Malaysia. Mình thì lại duy nhất một lần tham dự SEA Games thì lại được mới gặp Thái Lan thôi, còn đâu lại gặp Malaysia rất là nhiều và rất là nhiều lần thất bại trước Malaysia. Malaysia đặc biệt nhất là chắc là năm 2009 nhỉ. Mình vừa nói xong là cái trận đấu mà chúng ta đã để mất tấm huy chương vàng một cách rất là đáng tiếc. Bản thân Lương cũng là một người rất dễ xúc động nhỉ. Lúc đấy có không? Có, toàn đội, tất cả toàn đội đều rơi nước mắt. Thông Calisto cũng khóc. Hình như là có mình thầy là không khóc. Mình thầy là không khóc. Bởi vì tôi nghĩ là cái lúc đấy thì cái niềm hy vọng nó cũng rất là nhiều. Cái sự kỳ vọng cũng rất là lớn khi mà Malaysia là đối thủ mà chúng ta đã vượt qua tại vòng bảng với tỷ số 3-1. Và không ai nghĩ là trận đấu đấy chúng ta lại có thể thất bại một cách cay đắng như vậy. Em nhớ là hồi đấy mọi người thường nói rằng là 10 người thì đến 9 người nghĩ là Việt Nam sẽ vô địch rồi. Mà lại còn đá ở Lào thì Việt Nam lại là hàng xóm anh em đã rất là gần rồi. Lúc đấy thì cổ động viên chắc đông rồi nhỉ. Trước trận đấu nó không khí như thế nào? Thực ra thì được thi đấu ở SEA Games ở Lào thì gần như là được thi đấu ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhỉ. Tất cả mọi người trước trận đấu thì rất là đông các cổ động viên Việt Nam đi từ Việt Nam sang và cả một sân vận động đều phủ kín màu đỏ của Việt Nam. Nhưng mà điều đấy có lúc mà Lương ra sân Lương có bị ngợp không? Cảm thấy... Thực ra thì do cũng không phải do ngợp mà do chúng ta thất bại thì khi mà thất bại rồi thì để nói thì nó cũng ấy không biết nói. Không biết phải nói như thế nào, cũng biết là chúng ta thua trận đúng không? Chúng ta thua một trận đấu thì nó sẽ diễn ra 9 phút và nó có những cái tình huống, những cái pha bóng mà chúng ta sẽ không bao giờ lường được, không bao giờ nghĩ được là nó sẽ diễn ra như thế. Dù chúng ta đã tập luyện, đã chuẩn bị rất là kỹ cho nó rồi. Em cũng đang điểm qua một số comment và có rất là nhiều người hâm mộ anh Lương và nuối tiếc anh Lương là tại sao lại giã từ sự nghiệp sớm thế. Bạn Đặng Nguyễn bảo anh bảo là anh Lương đang đá hay sao lại giã từ, không phải là sự nghiệp, giã từ đội tuyển quốc gia thôi. Anh từ đội tuyển quốc gia. Và có một bạn nói là Thành Lương, bạn Tuấn Phan nói là Thành Lương còn trẻ mà giã từ đội tuyển sớm quá em ơi, Việt Nam sẽ phải lâu nữa mới có một cầu thủ chạy cánh tốt như em. Nếu mà anh Hữu Thắng lại mời Lương tham gia đội tuyển dự SEA Games 2018 thì Lương có tham gia? Chắc là mình không thay đổi quyết định, mình thấy mình đưa ra quyết định này nó cũng là hợp lý. Khi mà bóng đá Việt Nam bây giờ rất nhiều các cầu thủ trẻ tài năng. Nhưng cũng vẫn phải cần một người anh lớn để có thể dẫn dắt họ. Đây là điều cần thiết. Thật ra nếu mà Lương không phải là một cầu đủ hay, đủ nổi tiếng và đủ có tầm ảnh hưởng thì chắc chắn là mọi người hay là bản thân huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ không phải bận lòng về điều đó quá nhiều. Em nghĩ là đội tuyển sẽ tốt thôi. Bạn Trần Hữu Lộc nói là nhớ mãi bàn thắng của Thành Lương ghi được vào lưới Malaysia ở AFF Cup năm 2008. Lương còn nhớ bàn thắng đó không? Đấy là bàn thắng đầu tiên của mình đại cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chắc chắn là nhớ rồi đúng không? Bạn Nguyễn Văn Cương có chia sẻ một chút thôi là năm 2009 em vẫn còn học cấp 2 nên phải đi học lớp, mấy thằng con trai mang theo cái radio đi nghe SEA Games trong thời gian chơi.
Tức là lúc đấy là cái không khí SEA Games nó rộn ràng như là SEA Games tại Việt Nam luôn. Và bóng đá nam Việt Nam nó đấy là thực sự là một đứa thế hệ rất là hay. Và cũng là một kỳ SEA Games mà chúng ta trước trận chung kết thì chúng ta đã thi đấu rất là thành công. Đấy, đúng rồi. À, bạn Nguyễn Thành lại hỏi về câu chuyện là Thành Lương tại sao lại chia tay đội tuyển sớm như vậy. Đây, và một câu hỏi nữa cho Lương là hơi chuyên môn một tí thôi. À, bạn Sơn Hùng hỏi là anh có cách nào để chỉ cho các tiền đạo Việt Nam ghi bàn hiệu quả hơn? Cái này thì hơi khó. Hơi khó. Tức là tiền vệ nhỉ? Mình là tiền vệ. Linh Nguyễn nói là không thể quên hình ảnh anh đổ máu trong trận với Indo, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Thì nói Lương là một cầu thủ nhỏ con thôi nhưng mà tinh thần chiến đấu thì rất là mạnh mẽ rồi. Khi mà điều mà Lương luôn nghĩ khi mà bước ra sân là điều gì? Có giống nhau chứ mọi trận đấu có giống nhau không hay là mỗi trận đấu lại khác nhau? Mọi trận đấu đều giống nhau. Bản thân mình thì mỗi khi ra sân thì đều nghĩ là làm được cái điều gì tốt nhất cho đội bóng. Làm gì tốt nhất cho đội bóng là một điều nói thì dễ thôi nhưng mà làm thì cũng không đơn giản một chút nào, chị Linh ạ. Một số câu hỏi khá là bên lề, em thấy rất nhiều câu hỏi, mọi người hỏi, ai cũng hỏi là anh Lương ơi sao anh đẹp trai thế. Bạn Phạm Minh Sơn hỏi là anh ăn gì để được đẹp trai ạ? Linh hỏi riêng một tí hay là do ăn cơm tuyển nhiều? Lương, món ăn khoái khẩu nhất của Lương là món gì? Phải món ở quê không? Thích ăn cá nhất. Ăn cá. Còn uống, thức uống thì uống gì? Uống thì không có sở thích. Thích uống đồ ngọt. Đồ ngọt. Biết thế là hôm nay tôi đã nghĩ là phải gọi cho Lương một món gì nó ngọt ngọt hơn một chút là cái nước cam này. Nước cam phải hơi chua để nhỉ? Anh ấy ngọt mồm ngọt miệng để nói chuyện cho nó. Bây giờ tôi cảm thấy là Lương vẫn chưa tự nhiên lắm, chưa thoải mái lắm đâu. Lương mà thoải mái thì chỉ có lẽ là phải vui hơn nhiều. Trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay, Thành Lương, chúng ta vừa nhắc đến Malaysia rồi, có lẽ là Lương có thể kể thêm cho khán giả một chút về những cái duyên nợ của Lương với đội tuyển Malaysia. Mình đối với Malaysia thì bản thân mình rất có rất nhiều kỷ niệm, vui cũng có, buồn cũng có, nhưng mà thường là buồn. Mình đã thất bại với họ ở trận chung kết SEA Games 2009, bán kết AFF Cup 2010 và bán kết năm 2014. 2014 cũng là một đều là những trận đấu rất là quan trọng. Chúng ta đã thắng 2-1 tại Malaysia. Được về thì chúng ta thua 4-2. 4-2. Đó là trận đấu cũng là trận đấu gần như là quan trọng cuối cùng của quan Lương trọng. Cùng với đội tuyển. Đấy không, đấy là AFF Cup 2014. 2014. Rất là nhiều khán giả bày tỏ tình cảm với cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương. Tôi cũng tình cảm mà. Rất nhiều người bảo là nhớ anh Lương quá, em nhớ anh Lương. Và đấy, anh bạn Đồng Quốc Tuấn này, bạn Thanh Hà bảo là rất tiếc cho đội tuyển Việt Nam vì thiếu vắng Thành Lương. Bạn Nguyễn Tài bảo là em nhớ anh Lương lắm. Toàn những câu cảm thán rất trực tiếp, rất là tình cảm dạt dào đấy ạ. Không hiểu là anh Lương có bí quyết gì mà tại sao lại nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ như vậy. Chắc đây là các bạn của cổ động viên Hà Nội FC. Vào chiều nay thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai của mình tại SEA Games 29, trận đấu với đội tuyển Campuchia. Và trước trận đấu này thì Campuchia đã tuyên bố rất là thẳng thắn rằng là họ sẽ đánh bại Việt Nam. Vậy chúng ta hãy cùng xem là thầy trò huấn luyện viên Lương Thắng đã chuẩn bị gì cho trận đấu này. Ngày hôm qua, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ ra sân đá chính trong trận đấu ngày 15 tháng 8 chạy nhẹ và thả lỏng nhằm hồi phục thể lực. Nhóm còn lại gồm 10 cầu thủ khác tập riêng cùng huấn luyện viên Hữu Thắng. Sau màn khởi động nhẹ, các cầu thủ thuộc nhóm dự bị trận đấu trước được chia đôi thi đấu đối kháng, dứt điểm cầu môn. Không khí buổi tập diễn ra vui vẻ, thoải mái, các cầu thủ không ai bị chấn thương và sức khỏe tốt. Chiều ngày hôm qua, U22 Việt Nam nghỉ tập và tiến hành mổ băng trận đấu giữa U22 Campuchia và U22 Philippines, đồng thời rút kinh nghiệm những điểm làm chưa tốt ở trận đấu trước để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo gặp Campuchia diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Thành Lương này, chiều nay thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu với Campuchia. Vậy thì trong những trận đấu của đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia với Campuchia thì trước đây của Lương thì Lương nhận xét thế nào về đội bóng này? Theo mình thì bóng đá Campuchia hiện nay đều đang có sự tiến bộ rất là lớn. Nhưng mà xét về mặt bằng chung thì họ trong các trận đấu với đội tuyển Việt Nam cũng như U23 thì họ chỉ phần nào gây khó khăn cho mình một chút thôi, chứ cũng về để về kết quả trận đấu thì
mình nghĩ là họ cũng khó giành chiến thắng trước Việt Nam. Vậy thì rõ ràng chiều nay dù họ tuyên bố mạnh mồm như vậy nhưng mà khó để họ có thể vượt qua được thầy trò Hữu Thắng. Cá nhân em vẫn nghĩ một chiến thắng đậm cho U22. Anh có thể dự đoán được một con số? Nghĩ là 4-0. 4-0. 4-0 là tỷ số đẹp vừa đủ, nhưng mà rõ ràng sau trận đấu với Campuchia chúng ta sẽ còn rất nhiều trận đấu nữa với cả Philippines, với cả Indonesia, với Thái Lan. Và ba trận đấu đấy thì tôi nghĩ là đều khó cả. Khó khăn nhất là trận đấu với Indonesia, Indonesia. Bản thân mình. Tại sao với Thái Lan? Thứ nhất là trận đấu với Thái Lan thì là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Và khi đấy thì tấm vé vào bán kết gần như khả năng là nếu mà mình giành chiến thắng trước Indo thì khả năng là mình sẽ được quyết định rồi. Nên trận đấu với Indo mới là trận đấu mà mình đánh giá là quan trọng nhất. Vậy thì trận Thái Lan chúng ta có thể gọi là nếu mà thắng Indo thì rất là thoải mái vào đá với Thái Lan. Còn Linh này, nếu mà tôi nghĩ bây giờ nếu mà anh Lương mà được trẻ lại đá đội tuyển U23 Việt Nam, U22 Việt Nam bây giờ thì có lẽ là anh sẽ nghĩ là nếu như anh tưởng tượng mình là một đội cầu thủ của U22 Việt Nam thì anh có nghĩ là mình sẽ giành vàng không? Không. Cậu có vẻ bối rối khi nhắc đến chuyện đó. Rất là khó, trong bóng đá thì không thể nói trước được một cái vấn đề gì, đều bóng đá thì đều có thể xảy ra cả. Nhưng cuộc sống mà ai có quyền mơ ước, và với một người mà ở đội tuyển U22 thì nghĩa là mình rất là trẻ, mình rất là nhiều nhiệt huyết. Biết đâu lúc đấy nếu anh có thể tưởng tượng với mình là một cầu thủ U22 thì anh có tin tưởng là mình sẽ giành vàng không? Bây giờ ngồi đây thì tin. Ok, tin là được rồi. Các con gái thì hay mơ mộng như vậy thôi, đó cũng là ưu điểm của họ. Bạn Nam An Agri à? Hỏi là MC Diệu Linh dự đoán như thế nào về đội U22 năm nay? Em cũng giống như là anh Thành Lương, luôn luôn hy vọng là chúng ta sẽ giành vàng. Và về trận đấu tối nay thì chiều ngày hôm thì mình nghĩ rằng là mình thích số 5, nên có lẽ là 5-1 đi ạ. 5-1. Có rất nhiều người đang nói về Lương, có một người nhắc đến cái kỷ niệm năm khi mà Lương cái năm mà Lương khóc trên sân sau khi pha một pha bóng. Tôi nghĩ là bây giờ Lương cũng không muốn nhớ đến tình huống lắm, cái tình huống mà mình sau mình tình huống giả vờ ngã nhỉ, có một tình huống thẻ đỏ xong ra sân thì mọi người đã thấy Lương khóc. Lúc đấy thì Lương tại sao lại khóc? Thực ra thì cái cảm xúc thôi, nó là cái cảm xúc của bản thân. Nhưng mà thấy đội tuyển thì đang lượt đi thì đang thua 2-0 thì bản thân mình lại bị thẻ đỏ phút thứ 70 như thế. Nhưng lúc đấy cái cảm giác nó hơi kiểu bất lực một chút. Bạn Đồng Tiến Việt này, chắc là Lương biết bạn Đồng Tiến Việt rồi. Hỏi là Lương to lớn cho hỏi là trong sự nghiệp của mình thì Lương đã mấy lần ghi bàn bằng đầu? Ở giải đấu chính thức thì ở V-League thì có một lần. Năm 2006 trận đấu với Thanh Hóa. Thế là phải 14 năm rồi chưa ghi bàn bằng đầu đúng không? 11 năm rồi cũng dài đấy. Trong khi đó thì Võ Huy Toàn, một cầu thủ của đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia có chia sẻ là Thành Lương là thần tượng trong tôi. Còn trái tim rất đỏ. Nếu mà nói về Võ Huy Toàn thì Lương sẽ nói gì? Nói gì với Võ Huy Toàn bây giờ? Một người em rất là dễ mến. Dễ mến, còn gì nữa? Anh nhìn thẳng vào cam. Hình như là với ai Thành Lương cũng cảm thấy dễ mến và đáng yêu đúng không? Hay là mọi người đều cảm thấy Lương và dễ mến đáng yêu nên Lương cũng cảm thấy như vậy? Chắc vậy. Bạn là Mark Ryder hỏi là nhìn Quang Hải bây giờ chúng ta có thể thấy bóng dáng của Thành Lương, không biết Thành Lương có truyền lại kinh nghiệm gì cho đàn em hay không? Vẫn cố gắng, tất cả không phải gì riêng Quang Hải, tất cả các cầu thủ trẻ thì bản thân mình cũng trước khi là bây giờ thì cũng được học hỏi, được các anh lớn truyền đạt lại cho bản thân mình, và mình thấy có cái điều gì tốt thì cũng truyền đạt lại cho các em. Cũng có thể rằng là anh Thành Lương là idol của rất nhiều đàn em nên là việc mà nhìn thấy bóng dáng của anh Lương ở những cầu thủ đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi thấy một điều là các cầu thủ bây giờ U22 Việt Nam hiện tại là 23, ai gặp anh Lương cũng quý cả, ai cũng muốn chơi với anh Lương cả. Có lẽ là một phần vào tính cách của mình. Bản thân mình thì không biết, tất cả thì đều rất là hòa đồng với mọi người. Tất cả anh em thì đều rất là hòa đồng. Nhưng mà nếu phải chọn ra một cầu thủ sẽ giúp đội tuyển U22 Việt Nam tỏa sáng tại SEA Games năm nay thì Lương sẽ chọn ai?
Thực ra phải chọn, phải chọn thôi. Hiện tại thì mình thấy đội tuyển U2 rất là đồng đều, nhưng bản thân thì rất rất có niềm tin vào Phượng. Mình vẫn hy vọng Phượng sẽ giúp được cho U22. Vẫn là một thứ mà tôi nghĩ là Lương không thích đâu, nhưng mà tôi vẫn phải hỏi Lương là Lương cảm nhận thế nào về Phượng trên phương diện một cầu thủ, so với những cầu thủ mà Lương đã từng phải chạm trán hay là từng những cầu thủ đã phải thi đấu cùng. Để về nói về Phượng thì bản thân Lương thấy Phượng là một cầu thủ rất là cầu tiến và có một cái sự khát khao cống hiến rất là lớn. Bản thân Phượng trong tất cả các cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện tại thì Phượng là cầu thủ phải chịu nhiều sức ép nhất, và em nó luôn được cái sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ, đặc biệt là truyền thông luôn tạo cho em một cái sức ép rất là lớn. Nhưng mà dần dần thì sau cái thời gian gần đây thì mình thấy Phượng đang thi đấu ngày càng tiến bộ, và hy vọng ở cái kỳ SEA Games này Phượng sẽ đóng góp được rất là nhiều cho U22. Đó là những lời rất tâm huyết của Thành Lương dành cho Công Phượng, và tôi nghĩ, tôi hy vọng là Phượng sẽ được xem chương trình này và có thể nghe được những lời mà Thành Lương đã chia sẻ với mình. Và tôi cũng rất là hy vọng mà không chỉ là tôi, Phượng, tôi, Lương và tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam đều nghĩ rằng, đều hy vọng rằng là Phượng sẽ tỏa sáng và giúp thầy trò Lương Nguyễn Hữu Thắng có được một thành tích tốt tại SEA Games lần này. Còn Lương này thì nếu mà phải chọn ra một cầu thủ của đội Hà Nội đi, ở đội Hà Nội có mấy nhân vật tham dự SEA Games này, thì Lương nghĩ ai sẽ là người thi đấu tốt nhất? Hiện tại thì Hậu và Mạnh thì đang thi đấu ở cái vị trí hậu vệ, và bản thân thì vẫn hy vọng Quang Hải. Quang Hải có rất nhiều các cái tố chất rất đặc biệt, và hy vọng Hải sẽ được thi đấu nhiều và tỏa sáng. Tôi cũng nghĩ là Hải sẽ là một nhân tố quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam này. Nhưng mà mọi người nói là Hải giống Lương, mà tôi nghĩ không thấy đâu nhỉ. Hải với Lương chỉ giống nhau một chân trái thôi, và thấp thấp giống nhau thôi, còn có nhiều thứ khác nhau. Đúng không? Hải có rất nhiều cái tố chất rất đặc biệt, mà cái bản thân mình thấy ở Hải là sự tự tin. Hải rất tự tin chơi bóng, không bao giờ e dè cái gì. Đấy là điều rất là quan trọng của một cầu thủ trẻ. Câu hỏi của một khán giả, cảnh bạn có Facebook là Cảnh Điềm, hỏi là anh Lương ngán hậu vệ Đông Nam Á nào nhất? Nói chung là bản thân mình rất là tôn trọng, chứ thực ra là mình không sợ, vì nếu mà sợ thì rất là để khó thi đấu ở Đông Nam Á. Thì không phải là sợ mà ngại, ngại ai cũng quẩy một hết. chút ngại không, thực sự mình không ngại, mình luôn tự tin. Nói thế thôi chứ Lương nhỏ nhỏ như vậy lấy bóng, Lương chân Lương không phải là dễ đâu, không kể cao nhưng to. Mà rất nhiều người phải ngước nhìn, đúng không ạ? Có một người bảo là ông ấy có cái chân trái dị quá nên gọi là Lương dị, chắc là vậy. Tại vì em rất là thắc mắc về cái tên Lương dị, bây giờ có một khán giả đã giải đáp cho em rồi và em nghĩ là cũng khá là hợp lý. Thế từ dị ở trong tiếng Việt nó có rất nhiều ý nghĩa mà người ta không thể giải thích hết được. Bây giờ nó Lương dị thì nó hơi mông lung một chút, nhưng mà nó là một cầu thủ rất là đặc biệt. Nguyễn Thanh Tùng nói là tính cách và lối đá của Thành Lương hoàn toàn trái ngược nhau, bởi vì có thể là khi mà chúng ta tiếp xúc với anh Lương cũng như là trong chương trình ngày hôm nay thì anh rất là hiền lành này, ít nói, nhưng mà trong khi đá thì hết sức quyết liệt và rất là dị. Rất là quái nữa. Rất quái. Lương có nhớ một bàn thắng, tôi nhớ là tại V-League năm nào, tôi không nhớ lúc nào mà Lương vẫn còn đá cho ACB. Một tình huống mà ở biên, khi đối phương vẫn chưa kịp vào vị trí thì Lương đã đá quả bóng từ biên vào thẳng gôn rồi. Lương có nhớ tình huống đó? Đấy là một quả đá phạt trực tiếp ở trận đá với Lavibank Sài Gòn, 2012. Một tình huống mà tôi nghĩ là nó đã thể hiện đầy đủ cái chữ Lương dị ở đấy rồi. Có một người hỏi là Lương ơi, sau khi giải nghệ thì anh có tính về làm huấn luyện viên này không? Bản thân mình thì cũng đang có sự chuẩn bị sau khi giải nghệ, cũng hiện tại mới học xong khóa huấn luyện viên bằng C. Bản thân thì cũng rất thích làm huấn luyện viên, nếu có duyên thì chắc chắn sẽ theo sự nghiệp. Chúng ta lại có một huấn luyện viên Lương rất dị trong tương lai. Và hy vọng sẽ cho ra những lứa cầu thủ cũng dị không kém. Đến bây giờ thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều comment trả lời câu hỏi tương tác của ngày hôm nay, đó là Thành Lương đã đoạt danh hiệu quả bóng vàng lần đầu tiên vào năm nào, và Lương có thể trả lời đáp án này cho mọi người. Lần đầu tiên mình được quả bóng vàng vào năm 2009. Vậy đáp án chính xác là năm 2009, và người trả rất lời nhiều chính đáp xác án là 2009, nhưng mà phải tìm được người nhanh nhất. Người nhanh nhất đó là bạn Until You
là người trả lời sớm nhất. Và xin mời bạn Ân Chí Yêu hãy liên hệ với cả On Sport và xin chúng tôi sẽ bạn. Trao phần thưởng này đến cho các bạn. Và anh Lương có thể giơ một lần nữa giơ chiếc bóng với quả bóng với chữ ký của anh không ạ? Vâng, đây là phần thưởng dành cho bạn ạ. Và chiều ngày hôm nay, đội tuyển U22 Việt Nam như chúng ta đã biết sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại SEA Games 29 với Campuchia. Và như tôi, như Lương và như chị Linh ở đây thì đều rất là kỳ vọng đội tuyển sẽ có một thành tích tốt, sẽ có một điểm số quan trọng để chúng ta có thể tính toán kỹ hơn trước khi bước vào những trận đấu khó khăn với Philippines, với Indo và với Thái Lan. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi cà phê ngày hôm nay, đã trò chuyện với chúng tôi, với Thành Lương. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Cà phê On Sport ngày mai 11:30 trên On Sport.